Thưa quý vị, năm 2025 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khi mà mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thay thế thông tư hiện hành. Trong đó dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10. Và những thay đổi này nhằm tạo điều kiện công bằng, minh bạch và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho các em học sinh. Vâng, dự thảo nêu hai phương thức tuyển sinh vào lớp 10 là xét tuyển hoặc là thi tuyển. Về thi tuyển thì dự thảo quy định số lượng môn thi là 3 môn, bao gồm toán, ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và những phản ứng trái chiều và chúng tôi đã có những ghi nhận ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. kỳ thi lớp 10, lâu nay vốn rất căng thẳng. Việc công bố môn thi thứ ba sau bốc thăm ngẫu nhiên vào cuối tháng 3 hàng năm là quá muộn, đang vô tình làm học sinh lo lắng, hồi hộp, từ đó tạo áp lực không tốt đối với thí sinh. Theo cộng đồng mạng, việc công bố sớm hơn sẽ giúp học sinh có thêm thời gian để hệ thống lại kiến thức, luyện đề để bài thi thực sự phản ánh được năng lực của học sinh, tránh việc học tủ. Năm nào cũng cái điệp khúc đầu năm cải cách, sau đó đưa ra phương thức thi mới. Kết thúc là đánh giá và rút kinh nghiệm. Toán, văn, ngoại ngữ là quá chuẩn rồi. Bộ giáo dục cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thì lên lớp 10 thôi, sao cứ phải tạo áp lực thế nhỉ? Nên cố định toán, văn và ngoại ngữ với học sinh vào lớp 10 Hà Nội. Quá nhiều môn thi, chỉ tổ gây áp lực với các con, không giải quyết được việc gì ngoài phải đi học thêm tối ngày. Với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án này tạo tính xuyên suốt trong dạy và học. Với tinh thần không xem nhẹ hay đặt nặng môn học nào và có cái nhìn toàn diện về chương trình học, trong đó ngữ văn và toán là hai môn xương sống. Xong, theo cư dân mạng, nếu vấn đề việc bốc thăm môn thứ ba diễn ra thì cần làm rõ những môn học nào được dùng để bốc thăm, để tránh làm cho học sinh và phụ huynh hoang mang. Phương án bốc thăm ngẫu nhiên có thể gây ra căng thẳng cho học sinh và phụ huynh vì học sinh phải chuẩn bị cho tất cả các môn dù chỉ thi một môn ngẫu nhiên. Điều này có thể dẫn đến việc học gian trải, thiếu trọng tâm. Theo ý tôi, ba môn toán, văn, ngoại ngữ là đã có thể đánh giá được hầu như các môn còn lại. Điển hình như trong môn toán, chúng ta có thể kết hợp các bài toán liên quan đến ba môn khoa học trong những bài thực tế nho nhỏ. Môn văn thì chúng ta có thể lồng ghép các câu hỏi về giáo dục công dân lịch sử, địa lý, không nhất thiết phải thêm môn khác thay thế môn ngoại ngữ. Theo tôi, toán, văn, anh là hợp lý. Còn nếu muốn bốc thăm thì bốc thêm một môn nữa với hệ số điểm là một, còn 3 môn toán, văn, anh, hệ số 2. Cư dân mạng cho rằng việc quy định cần được lấy ý kiến rộng rãi, tránh tình trạng gây ra hiệu quả ngược. Thay vì việc bốc thăm một môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể xây dựng các kỳ thi tích hợp nhiều môn trong cùng một bài thi để đánh giá kiến thức liên môn, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy toàn diện. Không thì thi đánh giá năng lực đi. Vậy không cần bốc thăm mà đầy đủ kiến thức. Tôi thấy hay nhất và tránh tranh cãi hay học tủ, học lệch là làm một bài thi đánh giá năng lực bao gồm tất cả các môn dưới dạng trắc nghiệm nhưng có phần tự luận văn chiếm hai là chuẩn nhất. Ngoài những môn cứng như toán, văn, anh, thì tại sao không làm một đề trắc nghiệm chung cho các môn khác như lịch sử, địa lý, hóa, sinh? Những câu hỏi trong đề nên dễ và có trong sách thôi để các em vẫn phải học, tránh học lệch, nhưng cũng không quá nặng nề. Với việc bốc thăm một môn thi vào lớp 10 mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục Cư dân mạng ngày hôm nay, quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào, hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân chúng ta dễ bị mắc vào những cái những cái hoạt động mà người ta trục lợi ở trên internet thì đây là những cái vấn đề mà rõ ràng về tuyên truyền giáo dục về pháp luật cũng như là về các cái kỹ năng ở trên hoạt động ở trên mạng là điều cần thiết để giúp cho người dùng có thể ngày càng trở thành một người tiêu dùng thông minh ở trên môi trường số một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông